Trương Hằng van xin mong fan Trịnh Sản chừa đường sống cho hai đứa trẻ mặc dù thắng kiện. Mới đây ngày 21 tháng 5, Trương Hằng có đăng một bài viết dài với dòng tiêu đề Bức thư gửi người hâm mộ của Trịnh Sản, bày tỏ những ý chính như sau. Việc đối mặt với những lời chửi bới đe dọa trẻ em trên Internet đã khiến tôi tổn thương sâu sắc. Tôi không biết tại sao một số người lại máu lạnh và tàn nhẫn đến mức ngay cả trẻ nhỏ cũng không buông tha. Các người có thể tiếp tục tấn công và hành hạ tôi, nhưng các người có thể chừa lại cho con tôi một con đường sống không? Cuối bài viết, Trương Hằng còn nhắn nhủ trực tiếp đến Trịnh Sản, cô có sẵn sàng giúp đỡ bọn trẻ không? Mặc dù Trương Hằng yêu cầu sự giúp đỡ từ phía Trịnh Sản, nhưng anh chàng lại gắn hashtag với thái độ trêu ngươi chọc tức tình cũ, nghiêm khắc chống lại hành vi xấu của nghệ sĩ bẩn. Trích dẫn từ bài viết của Trương Hằng như sau. Đã lâu không gặp, những người trong số các bạn đang đọc bài này đã xuất hiện trong buổi fan meeting của Trịnh Sản. Trên Internet, chúng ta dường như gặp nhau hàng ngày, hàng giờ và mọi thời điểm. Tôi đã thấy những lời chỉ trích và buộc tội mà các người đưa ra để chống lại tôi. Chủ đề chỉ trích tôi cũng đã đạt gần 100 triệu lượt đọc. Vì vậy, tôi muốn ngồi xuống và viết một vài suy nghĩ với những người này. Nói thẳng ra, trong một năm rưỡi qua, tôi ghét một số người trong số các bạn. Trong tâm trí tôi luôn thể hiện sự tức giận và hận thù khi đối mặt với những người này. Nào là chửi mắng tôi, thằng lừa đảo, thằng ăn cơm mền, bám váy đàn bà, gay, thằng chó người Mỹ. Những tin đồn vớ vẩn, chói mắt chướng tai này tôi gần như bất lực. Những lời thế này nhiều lắm, kể cũng chẳng hết. Cho đến một ngày tôi thấy trên mạng có người viết một câu như sau. Trịnh Sản là người tôi đã yêu 10 năm. Tôi không thể chấp nhận được việc cô ấy là người xấu. Vì như thế khác nào tôi thừa nhận mình đã chọn nhầm người. Thế nên tôi thà mắc thêm một lỗi lầm nữa để tiếp tục yêu cô ấy. Câu này đột nhiên khiến tôi hiểu rằng bạn yêu Trịnh Sản bằng sự chân thành và tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cuộc tấn công của bạn đối với tôi có thể không phải vì hận tôi, mà là tình yêu dành cho Trịnh Sản. Nhưng trước khi viết lá thư này, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi muốn kết thúc vụ kiện về quyền nuôi con một cách tốt đẹp, dù vụ kiện này do chính Trịnh Sản khởi kiện, tức cô ấy là nguyên đơn mà các bạn lại nổi giận với tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tôi không nói dối. Tôi thậm chí tìm một luật sư người Mỹ. Tôi dựa vào tất cả các luật và quy định của Colorado để chứng minh rằng không có quyền nuôi con độc lập ở bang này. Bây giờ tôi có quyền ra quyết định độc lập về quyền giám hộ, về chuyện nuôi con, cho thấy tôi đã giành được kết quả tốt nhất có thể với luật tại tiểu bang này. Tôi đã dịch toàn bộ bản án dài 30 trang từ tiếng Anh sang tiếng Trung. Tôi muốn viết và giải thích lý do tại sao thẩm phán chỉ cho Trịnh Sản đến thăm các con 3 lần một tuần và mỗi lần chỉ 1,5 giờ, cũng như muốn vả vào mặt các người cho tỉnh ngộ đấy. Nhưng vào lúc này tôi đột nhiên từ bỏ ý định kia, tôi bình tĩnh tự hỏi mình, thắng thật sự quan trọng sao? Mình thắng thật rồi sao? Lúc này, nhìn sang hai đứa trẻ đang ngủ say bên cạnh, nhìn mẹ tôi ngày càng già đi và lướt điện thoại có gần 1.000 cuộc đối thoại với bố tôi. Đến lúc này tôi chợt nhận ra rằng mình đã sai, sai vô cùng. Tôi thắng ở điểm nào cơ chứ? Ngoại trừ con cái, tôi gần như thua mất cả cuộc đời. Cũng vì tôi mà làm liên lụy đến cuộc sống sau này của bố mẹ tôi. Dưới bài viết, Trương Hằng còn đính kèm rất nhiều hình ảnh làm bằng chứng cho thấy fan Trịnh Sản liên tục tấn công chửi rủa anh cùng hai đứa trẻ. Hiện tại, bài viết này của Trương Hằng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả với lượt tương tác khủng.